thực hiện công tác đối ngoại năm 2023. Chiều ngày 13 tháng 6, tại trạm cửa khẩu Nậm On, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương phối hợp với Hội hữu nghị Việt Lào, huyện Thanh Chương đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Say Chăm Phon, tỉnh Po Ly Khăm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phan Đình Hà ủy viên biên tập viên huyện ủy trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam, Lào huyện, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Đợt này, Hội hữu nghị Việt Lào huyện Thanh Chương đã trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Say Chăm Phon các vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống như gạo, cá, nước mắm, mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. Đây là hoạt động truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Say Chăm Phon với mong muốn động viên, chia sẻ để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Say Chăm Phon bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Món quà tuy không mang giá trị vật chất lớn nhưng đó là tình cảm của cán bộ và nhân dân huyện Thanh Chương dành cho nhân dân huyện Say Chăm Phon. Về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã khẳng định, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong thời gian qua hai huyện Thanh Chương và Say Chăm Phon đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại như thăm hỏi, tặng quà và mong rằng thời gian tới phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, nhân dân hai huyện tiếp tục vun đắp mối đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Thay mặt đoàn tiếp đón, vị đại diện cán bộ, chiến sĩ tại trạm cửa khẩu Nậm On đã phát biểu cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chia sẻ, động viên của lãnh đạo huyện, của cán bộ và nhân dân huyện Thanh Chương đã dành cho đơn vị. Tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Việt Nam Lào nói chung, Thanh Chương Say Chăm Phon và các xã giáp danh nói riêng, đời đời bền chặt Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Mà bên Tây, mình ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng ca ngày sáng. Đất nước chăm ta, đất nước tiên dòng, chung bước đi lên xây đắp mối tình. Tình Việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em, mãi mãi không bao giờ phai. We'll be right back.